Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin review cho anh em một cái bất động sản rơi vào thuộc nóng nhất tại Thái Bình trong thời gian vừa qua nhé. Vì bận một số việc cho nên hôm nay mới review cho anh em xem được, cho nên anh em hãy chờ nhé. Bất động sản hot nhất Thái Bình luôn trong thời gian vừa qua. Và bây giờ chúng ta vừa đi qua cầu Kìm anh em nhé. Đây là cầu Kìm này. Đấy, như các bạn thì thấy là cầu Kìm đang ở đây. Để xe đổ cầu Kìm và chúng ta tiếp tục đi thẳng nhé. Tiến thẳng về phía Kiến Sương Tiền Hải. Anh em và chúng ta đến nơi rồi anh em ạ. Đến nơi rồi và chúng ta sẽ cùng sang xem nhá. Đây. Vâng, thưa các bạn, bất động sản mà tôi đang muốn nói đến đó chính là ba lô đất vàng tại Vũ Quý. Vâng, trong tháng vừa qua thì có một cuộc đấu giá vô cùng nảy lửa ở Vũ Quý và đó chính là đấu giá ba lô đất đây. Và anh em thấy đấy đây. Nó nằm ngay tại trung tâm Vũ Quý, hơi cách ra bên kia. Đó chính là sân đá bóng và vườn chợ hoa của Vũ Quý đây. Hiện tại đây tôi thấy có một số cái cảnh họ đang bày bán đây. Thì ba lô đất đây thì được biết là giá đấu cao nhất là hơn 11 tỷ anh nhé. Hơn 11 tỷ một lô đất tại đây và tôi sẽ xem lại chính xác giá đấu là bao nhiêu cho anh em cùng xem nhé. Thì cái đầu tiên mà tôi thể thấy là ở đây là hướng đất ba lô này đã quay về hướng Tây Nam em nhé. Ba lô đất này mặt tiền quay về hướng Tây Nam và có một lô là hai mặt tiền này. Hai mặt tiền và đường bên trong là đường đá luôn. Đường đá luôn thì tôi sẽ xem thử xem ở đây hôm trước họ đấu giá là giá bao nhiêu nhé. Cụ thể vì là tôi thấy là có ba người và một người cũng ở ngay Quang Bình đây thôi. Người dân ở Quang Bình ngay gần đây họ đã đấu giá chúng ở đây. Đây rồi, giá khởi điểm là 33 triệu một mét này. Từ 16 triệu này, một lô 16 triệu một mét, một lô 30 và một lô 33 là cao nhất của giá khởi điểm nhé. Đây. Và tôi xem chính xác giá đấu là bao nhiêu nè. Và đấu giá giá cái lô thấp nhất thì là 23 triệu một mét thì tính ra là hơn 3 tỷ đồng. Và lô trung bình lô giữa là 55 triệu một mét là 8 tỷ 6 và lô cao nhất là đấu lên là 82 triệu đồng một mét. Tổng là 11 tỷ đã, hơn 11 tỷ là lô giá hai mặt tiền đó. Thì anh em thể thấy là đất Vũ Quý thì quá đẹp đúng không ạ? Mặt quốc lộ 39 này, sầm uất buôn bán thì chúng ta thấy là rất là tuyệt vời. Ở đây thì chắc chắn là buôn bán ok rồi. Và nếu mà để mà nói là nếu mà người dân ở cạnh đây họ là người buôn bán rồi, họ mua để họ kinh doanh thì cũng là điều vô cùng ok đúng không ạ? Thì một số anh em, tôi thấy một số anh em nói rằng là sợ bị ảo, không biết là có bỏ cọc hay không. Thì cái này thì thực sự là tôi cũng biết được, anh em ạ, rất là khó nói thì hồi sau sẽ là rõ. Nhưng mà cụ thể sẽ là như thế. Thì đây có ba người đấu thì sẽ có một người ở xã Quang Bình này, một người xã Vũ An và một người ở Kỳ Bá. Vâng, lô đấu được cao nhất là tôi thấy là người này hộ khẩu ở Kỳ Bá, thành phố Thái Bình. Thì đứng thử trước vào lô đất xem năng lượng thế nào này. Tổng quan thì thứ nhất là tôi thấy đây năng lượng đây là khá tuyệt vời. Năng lượng đây rất là tốt, rất là vượng, quay hướng Tây, quay hướng chính Tây, à Tây, quay hướng Tây Nam nhé. Góc Tây Nam cũng là hướng khá là ok. Cái này thì sẽ hợp với cả những anh em mà anh em là thuộc về Tây Tứ Trạch thì ok em nhé. Tây Tứ Trạch thì nếu mà để xem cách tính
các bạn là Đông Tứ Trạch hay là Tây Tứ Trạch, bạn hợp hướng nào thì tôi đã có một video chia sẻ rất là cụ thể rồi, anh em thể vào kênh YouTube hay Facebook của Trần Xuân Sơn và xem cụ thể nhé. Thì cách tính nó khá là khá một vài phút thì nó không tiện để nói, đây sẽ clip rất là dài, cho nên anh em muốn biết chi tiết thì anh em hay vào đó xem nhé. Thì để biết được mình là mệnh nào, quay hướng nào hợp, nhà làm hướng nào ok thì anh em hãy xem video đấy nhé. Thì như mảnh đất này thì tôi thấy là anh em nào thuộc về Tây Tứ Trạch rất là đẹp, Tây Tứ Trạch đấy. Nhưng mà nếu mà anh em là Đông Tứ Trạch ở với những ngôi nhà như thế này thì anh em có thể là như là hướng Đông Tứ Trạch mà ở Tây này như thế này, thì chúng ta hãy để ở ban công 9 đồng xu nhé, 9 đồng tiền xu ở ban công quay về mặt tiền đấy, mặt tiền thì sẽ khá là ok đấy. Nếu mà ở Đông Tứ Trạch cũng được, nhưng sẽ có cách để hóa giải, luôn luôn có cách, cho nên là sẽ ok anh em ạ. Thì chắc chắn là nếu mà ai là người họ muốn bán gần đây, họ mua mảnh đất này và buôn bán thì rất là ok rồi nhé. Chú Quý là một trong những xã rất là giàu của Kiến Sương, rất là giàu, cho nên anh em không nghĩ là họ sẽ bỏ cọc hay như thế nào đâu. Tôi nghĩ là cũng rất là tuyệt vời, vì có lý do gì họ mới bỏ nó ra đó, và cọc tiền không ít nhá, số tiền cọc không ít, cho nên là để mà bỏ cọc cũng rất là khó đấy. Nhưng mà 11 tỷ cũng là con số đáng cân nhắc đúng không nhá. Thì đường 39, quốc lộ 39 thì rất là to rồi, rất là to và rất là sầm uất rồi. Khu này thì buôn bán rất là ok ạ, sầm uất luôn đấy. Gần trường cấp 3 là Chu Văn An này, gần chợ Cây Cảnh này, gần ngã tư Vũ Quý đi Vũ Trung này, vân vân. Điểm rất là đẹp, quán phở hàng ăn này rất là đầy đủ đó. Thì xét chung thì lô đất rất là đẹp, tôi thấy năng lượng rất là vượng nhé, vượng làm ăn đây rất là ok. Còn không biết là ông chủ của ba lô đất này sẽ tính như nào thì tôi không biết, thì hôm nay xin phép từ video anh em đến đây thôi nhé. Và anh em có bất cứ câu hỏi nào mà anh em muốn tư vấn cái gì, anh em muốn review căn nhà của mình, thì anh em hãy chụp lại sổ đỏ cho tôi, chụp lại sổ đỏ và tôi sẽ xem định vị nó nằm ở đâu và xem nó quy hoạch như thế nào, và sẽ phân tích cho anh em thấy là mảnh đất của nhà mình nó sẽ ra sao nhé. Ok anh em, cảm ơn anh em, xin chào anh em.